Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, Spotify là một nền tảng, một dịch vụ cung cấp nhạc, podcast và các video kỹ thuật số, cho phép người dùng có thể truy cập hàng triệu bài hát cũng như những sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay, chúng tôi rất mong muốn có thể giới thiệu tới quý vị cuốn sách Spotify và những chuyện chưa kể của hai tác giả Jonas Legend Hufvud và Sven Carlson. Qua lăng kính và ngòi bút của hai nhà báo Thụy Điển Sven Carlson và Jonas Legend Hufvud, câu chuyện về quá trình hình thành và trỗi dậy đầy ngoạn mục để trở thành gã khổng lồ trong ngành dịch vụ cung cấp âm nhạc kỹ thuật số của Spotify được hiện ra sống động và kịch tính. Spotify và những chuyện chưa kể, hành trình đánh bại Apple, Google và Amazon trong cuộc đua âm thanh số của nhà sáng lập Daniel Ek hấp dẫn như kịch bản một bộ phim điện ảnh. Trong đó ghi lại đầy đủ câu chuyện về cách công nghệ đã thay đổi âm nhạc và về những người đã biến giấc mơ đó thành hiện thực. Có thể coi Spotify và những chuyện chưa kể là một cuốn hồi ký dài với nhiều câu chuyện đan xen suốt dọc chiều dài phát triển của Spotify. Cuốn sách không chỉ mang đến câu chuyện khách quan về hành trình bước tới đỉnh vinh quang của một dự án khởi nghiệp mà mọi doanh nhân biết cảnh giác cũng như mọi gã khổng lồ ở thung lũng Silicon đều phải sợ hãi khi đối đầu, mà còn đi sâu tìm hiểu quá trình mang tính đột phá của ngành công nghiệp âm nhạc và các nhân vật đằng sau cuộc thập tự chinh âm thanh toàn cầu của gã khổng lồ Thụy Điển. Cuốn sách không chỉ kể về những câu chuyện thành công của đơn vị đã giải quyết vấn nạn vi phạm bản quyền, biến đổi ngành công nghiệp âm nhạc và đưa hoạt động truyền phát trực tuyến trở thành chuẩn mực mới, mà còn mang đến câu chuyện về các cuộc chiến trực tuyến khốc liệt, từ đó khắc họa rõ nét sự vươn lên bền bỉ của một doanh nghiệp truyền phát âm thanh trực tuyến, trong khi phải chống lại sự công kích từ nhiều phía. Để cùng chia sẻ về cuốn sách Spotify và những chuyện chưa kể ngày hôm nay, xin được giới thiệu khách mời của chương trình, anh Lê Xuân Đức, hot Facebooker và YouTuber được đông đảo người xem biết đến với tên gọi là Bố Con Sâu, và anh cũng là một nhà sáng tạo âm nhạc với những clip hàng triệu view trên mạng xã hội. Xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Xin chào Phương Anh và xin chào quý vị khán giả truyền hình. Thưa anh, theo như lời của hai tác giả và cũng là hai nhà báo kinh tế người Thụy Điển, thì Spotify và những chuyện chưa kể là tài liệu không chính thống, bật mí cách mà một công ty khởi nghiệp âm thầm vươn lên từ vùng ngoại ô của Stockholm và cách mạng hóa toàn bộ nền công nghiệp âm nhạc. Vậy thì không biết là điều khiến cho anh ấn tượng nhất trong hành trình của Spotify là gì ạ? Điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất đối với Spotify đó chính là cái sự không bao giờ bỏ cuộc của những cái người sáng lập cùng những cái thành viên trong cái bộ máy của họ. Họ đã tìm được cái nỗi đau của khách hàng, nỗi đau của cộng đồng, và sau đó tìm cách để giải cái nỗi đau đó. Và sau khi giải được rồi, bị rất nhiều sức ép, bị rất nhiều những cái sự tấn công từ những cái ông lớn khác, nhưng họ vẫn đứng vững, họ vẫn vươn lên và trở thành số 1. Thì điều đấy là một cái điều mà mình phải nói là cái tấm gương cho bất kỳ một cái startup nào khác. Có thể không đạt được đến những cái thành công như Spotify, một cái thành công toàn cầu như thế, nhưng mà chúng ta sẽ học được rất là nhiều từ cái ý chí của họ, từ cách làm của họ, từ cách phát hiện nỗi đau của khách hàng đến việc giải quyết nó và sẽ kiên trì một lòng đi đến cái đích cuối cùng. Thì mình thấy đó là một cái mà mình ấn tượng nhất đối với cái công ty này. Đúng như anh vừa chia sẻ thì để có được vị trí số 1 như hiện nay thì Spotify họ cũng đã phải trải qua rất nhiều những thử thách đến từ nhiều phía, và bản thân họ thì cũng đã mất tới 6-7 năm phải núp dưới ông lớn Apple. Vậy thì theo anh, điều gì đã khiến cho Spotify kiên định với mục tiêu của mình và có được thành công như hiện tại ạ? Mình nghĩ rằng cái sự kiên định của một doanh nghiệp ấy thì nó đến phần lớn là từ cái ý chí cá nhân của cái người đứng đầu ấy. Thì cái người đứng đầu họ sẽ làm dẫn dắt theo cả cái bộ máy nữa. Quyết định của cái việc người ta kiên trì, kiên định theo một cái lối đi, đó chính là cái lý do, họ đặt ra lý do tại sao Spotify lại phải xuất hiện. Spotify giải quyết vấn đề gì của xã hội, Spotify giải quyết cái trăn trở gì của người dùng. Đấy, và chỉ trong một thời gian ngắn núp sau cái bóng thời kỳ đó, tưởng chừng như là không ai có thể đánh bại được cái nghe nhạc trên iTunes của Apple ấy, thì họ cứ lầm lũi tiến lên, họ cứ âm thầm và như thế, và đến một ngày họ bùng nổ. Cái người quan trọng nhất đánh giá cái sự bùng nổ của họ lại là ai? Họ lại là chính là khách hàng, chính là hàng tỷ người trên thế giới. Và đến thời điểm mà họ bùng nổ nhất thì họ đã có đến, mình nhớ không nhầm, khoảng 350 triệu người là sử dụng cái dịch vụ của họ.
Mình nghĩ rằng cái ý chí của người đứng đầu là quan trọng nhất, và sau đó là cái câu hỏi là tại sao doanh nghiệp của họ phải tồn tại, tại sao họ phải chiến đấu để tạo ra cái ý chí đó, thì là cái số 2 mà mình nghĩ rằng tạo ra được một cái sức mạnh to lớn như thế để giúp Spotify thành công. Từ trải nghiệm thực tế cũng như sau khi đọc cuốn sách này thì anh thấy rằng Spotify đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển nền công nghệ âm nhạc toàn cầu thưa anh? Theo mình thì Spotify lúc mà ra đời giống như một cái phao cứu sinh ấy, ném xuống một cái biển rất là mênh mông của những thứ gọi là âm nhạc lậu này, sao chép không bản quyền này, rất nhiều những cái thiệt thòi dành cho những nhà sáng tạo âm nhạc. Thì cả những hãng thu âm, cả những nhạc sĩ và ca sĩ đều rất là thiệt thòi trong cả cái quãng lịch sử hình thành âm nhạc thế giới, thì đó là một khoảng thời gian mà cái vấn đề bản quyền thì trở thành một cái vấn đề vô cùng nhức nhối. Chính cái điều này là khi Spotify ra đời đã giải quyết được cái vấn đề nhức nhối đó mà Apple và iTunes của Apple hay là Google đều không thể giải quyết được, thì Spotify đã làm được cái việc đó, và chính cái điều khác biệt đó đã tạo nên một cú nổ rất là lớn trên cái nền tảng nghe nhạc trực tuyến trên thế giới, và mọi người đều đón nhận, bởi vì là mọi kể cả khán giả, người nghe lẫn các hãng thu âm, những cái nhạc sĩ, ca sĩ đều rất là happy với cả Spotify. Và mình nghĩ rằng chính điều đó đã làm cho cái nền âm nhạc thế giới đã quay trở lại cái giai đoạn tăng trưởng, không còn bị trì trệ và không còn bị tối tăm như trước nữa. Spotify là một trong những đơn vị startup về công nghệ nổi bật hiện nay trên thế giới. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn mua bản quyền cuốn sách này để giới thiệu cho độc giả Việt Nam. Bên cạnh những ông lớn về ngành lĩnh vực trực tuyến, cung cấp nền tảng giải trí trực tuyến như là Netflix, thì Spotify cũng là một tên tuổi rất là nổi bật gần đây. Để tìm hiểu xem là lý do gì mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Spotify đã có một cái dữ liệu kho nhạc khổng lồ cũng như là podcast rất được nhiều khán giả mọi nơi trên thế giới ưa thích như vậy. Bản thân tôi cũng là một người nghe của Spotify và tôi đánh giá rằng đây là một kho dữ liệu âm nhạc khổng lồ, cho nên là chính vì thế mà chúng tôi đã quyết định mua cuốn sách này để tìm hiểu xem về đơn vị startup của Thụy Điển. Cuốn sách Spotify này mình cảm giác là khi mình đọc cái cuốn này mình thấy giống như một bộ phim tài liệu, có nghĩa là bắt đầu từ cái hành trình khởi nghiệp như thế nào cho đến khi phát triển như thế nào và cho đến khi trở thành một đế chế như thế nào, kể lại hết, kể lại chi tiết tỉ mỉ giống như bạn đang xem một bộ phim mà có cả hình ảnh ấy. Đấy, cho nên mình cảm giác là cái cuốn này cái người tác giả viết ấy rất là công phu tỉ mỉ. Đấy, mình thích cái tính sự kiện của nó ấy. Mỗi một sự kiện của Spotify đều được ghi lại chân thực tỉ mỉ. Và trong cái nội dung của sách này mình cũng thích ở cái điểm là cái sự đấu tranh cạnh tranh, mà nếu như mà bạn đọc ở các thông tin bình thường ấy, bạn sẽ có thể bạn chỉ thấy rằng là thành tựu của họ ở đâu mà họ cũng không biết là họ phải đấu tranh như thế nào. Đấy, và những cái đối tượng cạnh tranh của họ là những ai, họ những cái có cái suy nghĩ gì về cái Spotify đã phải chiến thắng nhé, phải như thế nào để chiến thắng được và giành được cái vị thế hôm nay của mình ấy. Thì mình thấy rằng là đấy là điểm cuốn hút của cuốn sách. Có thể thấy rằng là đối với đông đảo người dùng trên toàn thế giới thì Spotify đã là một ứng dụng hết sức phổ biến và họ sẵn sàng trả tiền để có thể thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cũng như là những sản phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, đối với thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay của chúng ta thì anh thấy rằng vấn đề bản quyền âm nhạc đang được nhìn nhận như thế nào ạ? Mình nghĩ rằng nếu như Spotify mà ra đời sớm hơn cách đây khoảng 10 năm chẳng hạn thì sẽ thị trường âm nhạc Việt Nam sẽ rất là khác. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì dường như là cái người nghe, khán giả ở Việt Nam thì đã quá quen với việc là các ca sĩ, nhạc sĩ đưa bài hát mới lên trên mạng xã hội, trên YouTube chẳng hạn, thì mọi người sẽ vào nghe ngay. Và như vậy là trên YouTube thì sẽ không bị có cái tính phí nghe nhạc. Và bây giờ thì mình thấy rằng ở Việt Nam mình ấy thì cũng đang dần dần có rất nhiều bạn có ý thức về việc nghe nhạc, có ý thức là đang nghe một cái sản phẩm trí tuệ của người khác, một sản phẩm chất xám rất là nhiều và cần phải trả tiền cho nó. Thì mọi người cũng đã bắt đầu dùng đến Spotify rồi, nhưng mà thực sự ra là chưa nhiều. Đấy, bởi vì cái thói quen nghe nhạc của mọi người đó chính là nghe miễn phí. Và chính cái điều đó thì lại càng làm cho các cái nhạc sĩ và ca sĩ ở Việt Nam lại bỏ quên luôn cái yếu tố bản quyền của mình. Yếu tố bản quyền bây giờ chỉ tồn tại là gì? Là các ca sĩ khác, các nhạc sĩ khác không sao chép cái bài hát đó, không được biểu diễn cái bài hát đó mà thôi. Chứ còn để mà cho đại chúng nghe ấy, thì các nhạc sĩ và ca sĩ vẫn ưu tiên là đẩy lên mạng xã hội để cho mọi người nghe miễn phí.
mọi người càng nghe nhiều càng tốt, càng share nhiều càng tốt, thậm chí là càng lậu nhiều càng tốt. Bởi vì là các nhạc sĩ thì và các ca sĩ thì rất là mong muốn là cái hình ảnh của mình được phủ, tên tuổi được càng nổi tiếng thì càng tốt. Chứ còn cái vấn đề bản quyền âm nhạc ở Việt Nam để người nghe phải trả tiền nghe thì nó thực sự là đang rất là mới mẻ. Và cái vấn đề bản quyền ở Việt Nam chỉ tồn tại giữa các bên không được sao chép copy của nhau mà thôi, không được sử dụng khi mà không xin phép mà thôi. Đúng là ở thời điểm hiện tại, đối với thị trường âm nhạc Việt Nam thì mạng xã hội cũng như là những nền tảng nghe nhạc miễn phí sẽ có thể giúp cho các nghệ sĩ đến gần với công chúng của mình hơn. Tuy nhiên, về lâu dài thì anh đánh giá như thế nào về vai trò của Spotify trong việc khẳng định giá trị của người nghệ sĩ cũng như là những lợi ích đối với công chúng ạ? Sau khi mà mình đọc cái cuốn sách Spotify những điều chưa kể đó, thì mình mới nhận ra một điều rằng là Spotify thực sự là về lâu về dài, về tương lai cho nhạc sĩ và những cái người sáng tạo về âm nhạc ấy, thì đó chính là tương lai của chúng ta, tương lai của Việt Nam, của những người sáng tạo âm nhạc Việt Nam. Nếu như mà các nhạc sĩ mà được trả phí, được ghi nhận ở trên Spotify thay vì chúng ta cứ tràn lan trên mạng xã hội, cứ nghe miễn phí, thì họ sẽ cảm thấy rằng là cái giá trị chất xám của họ, cái trí tuệ của họ được ghi nhận và được mọi người đánh giá, mong muốn là được thưởng thức những cái tác phẩm của họ. Đấy thì đối với về mặt người dùng, người nghe thì mình cũng nghĩ rằng là khi mà chúng ta văn minh hơn, chúng ta sử dụng chất xám, hưởng thụ cái chất xám của người khác thì chúng ta sẽ sử dụng một cái nền tảng để trả tiền, trả phí thì đó là một cái điều rất là hợp lý và văn minh. Và thế giới cũng đang như vậy thì cũng không lý do gì Việt Nam của chúng ta lại khác đi cả. Mình nghĩ rằng đó là những cái điều mà trong tương lai rất là mong muốn là nền âm nhạc của Việt Nam chúng ta sẽ đi theo chiều hướng đó. Vậy theo anh thì bên cạnh những bí mật kinh doanh cũng như là cách mà Spotify đã đánh bại những ông lớn để có thể vươn lên đứng vị trí số 1 thế giới về một ứng dụng phát triển âm nhạc, thì cuốn sách này còn hấp dẫn bạn đọc ở những điểm như thế nào? Theo mình thì cuốn sách này như là một cái thước phim quay chậm ấy, về cái cuộc hành trình đi đến thành công của một cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Cảm giác của mình là thế, nhưng mà cảm giác của tất cả mọi người khi đọc cũng chắc chắn là đều như thế. Chính vì thế mà mình nhớ là bên Netflix cũng đã có mua bản quyền cuốn sách này và sắp tới cũng sẽ dựng thành một cái bộ phim tài liệu để chiếu cho mọi người xem. Thì mình nghĩ rằng là khi mà lên màn ảnh nữa thì nó càng tuyệt vời, chân thực hơn nữa về những cái câu chuyện, những cái mà trắc trở biến cố cũng như là từng bước vượt qua khó khăn của cái công ty Spotify này. Ngoài cái câu chuyện thành công thì cuốn sách nó cũng đưa cho chúng ta rất nhiều những cái bài học về việc là làm thế nào để vượt qua khó khăn, ý chí của người lãnh đạo như thế nào, ý chí của từng người trong bộ máy như thế nào, cuộc đàm phán, những cái cuộc phỏng vấn, trò chuyện mà chưa từng được tiết lộ đối của ông chủ Spotify đối với những cái người nhân vật nổi tiếng trên thế giới như là Mark Zuckerberg hay là Steve Jobs hay là ngay cả ca sĩ như Taylor Swift chẳng hạn, thì cũng đều được xuất hiện ở trong cuốn sách này. Thì mình thấy rằng là một cái cuốn sách mà có lượng thông tin vô cùng khổng lồ và chúng ta sẽ phải tập trung để đọc nó. Và khi mà đọc được những thông tin đó, tiếp nhận những thông tin đó thì vô cùng tuyệt vời và mở mang được kiến thức của mình cũng như là có thêm rất nhiều sự hiểu biết về nền âm nhạc thế giới cũng như là về cái việc là vận hành của một doanh nghiệp. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh Lê Xuân Đức đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, và tới đây, thời lượng của chương trình Sách và Cuộc Sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.